shit regardless. Khóa học đồ uống, xin chào bạn. Nếu các bạn để ý, trong những phút đầu của mỗi bài học mình đều nói đến điểm mạnh, điểm đặc trưng riêng biệt của mỗi loại đồ uống. Từ đó giúp bạn hiểu được những phần cốt lõi và áp dụng nó vào menu của bạn sao cho phù hợp và mang lại hiệu quả kinh doanh tối đa. Và trong bài học này, tôi muốn nói đến chanh muối. Điểm mạnh của chanh muối đó chính là hương vị quen thuộc. Bạn có nhớ những lần bạn đi ngồi uống cà phê, lật đi lật lại một quyển menu có gần 100 món đồ uống mà không biết chọn món nào, dần dần thì bạn cảm thấy áp lực vì người phục vụ cứ đứng đó đợi bạn gọi món. Và rồi cuối cùng, bạn gọi món đồ uống có hương vị đã từng quen thuộc với bạn. Không chỉ mình bạn, mà khách hàng của bạn cũng sẽ gặp tình cảnh y hệt. Đa số những người mới tham gia mở quán cà phê, họ đều tìm đến những đồ uống không ở đâu có, vô cùng mới, vô cùng sáng tạo, nhằm tạo ra nét riêng cho cửa hàng của họ. Đây là một hướng đi đúng, nhưng chúng ta hãy dừng lại suy nghĩ một chút. Menu của họ đầy ắp những đồ uống mới lạ, và những đồ uống này làm nảy sinh ra một loạt câu hỏi trong đầu khách hàng. Mình có nên uống đồ này không? Đồ uống này có ngon không? Có hợp với mình không nhỉ? Có nên thử không nhỉ? Rất tiếc, đa số khách hàng sẽ trở về hương vị quen thuộc mà thôi. Sức mạnh của đồ uống truyền thống là vô cùng nhiều, nhưng mình không thể nói chỉ trong một video được. Tôi là Đỗ Duy, người đồng sáng lập ra thương hiệu pha chế online đầu tiên, nơi mà các chủ cửa hàng được học những công thức đồ uống cốt thấp, lãi cao. Ok, chúng ta hãy bắt đầu với chanh muối nóng. Bước 1, cắt chanh muối. Chúng ta hãy lấy một quả chanh muối, cho vào cốc sứ và cắt. Bước 2, tạo vị. Với cốc chanh muối nóng này, tôi sử dụng 25ml nước cốt chanh muối. Mười ml chanh. Bốn mươi ml đường. Tổng là 75ml. Rót vào cốc. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong bước 2. Bước cuối cùng, làm đầy cốc và trang trí. Làm đầy cốc, tôi sử dụng 270ml nước sôi. Quấy nhẹ lên để nguyên liệu được hòa tan. Rồi, hãy đến phần trang trí. Tôi đã có hai lát chanh tròn. Và tôi sẽ cắt một hình tam giác nhỏ.
sau đó cai vào miệng ly. Chúng ta đã trang trí xong chanh muối nóng. Hai lát chanh này không những để trang trí mà còn có thể hòa quyện với nước để tăng thêm độ chua. Công thức chanh muối nóng: chanh muối 1 quả, nước chanh muối 25ml, cốt chanh tươi 10ml, đường 40ml, nước sôi 270ml, lát chanh tươi 2 lát tròn. Bước 1, cắt chanh muối. Cho một quả chanh muối vào cốc sứ 350ml, cắt nát quả chanh muối. Bước 2, tạo vị. Rót cốt chanh muối, cốt chanh tươi và đường vào cốc. Bước 3, làm đầy cốc và trang trí. Rót 270ml nước sôi, khuấy đều. Cắt 2 lát chanh tròn, gài lên miệng cốc.